Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Mai rất vui được gặp các bạn Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung một bộ truyện mới Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn Tập 1 Vào 20 giờ tối 2 ngày trước Phương ngồi văn phòng công ty gõ bản phím tăng ca Hôm nay cũng trong khoảng thời gian này Cô khoác trên mình bộ lễ phục cô dâu đứng ở giữa sân khấu Trước hàng ngàn ánh đèn flash từ máy chụp hình Ông Kinh zoom cận cảnh Phương chính xác đang làm lễ kết hôn Với Tam thiếu gia nhà họ Tam Tam thần Vốn là đứa con của Lão Huỳnh với người làm Bao năm ghét bỏ Thế mà này Phương được chính ba mẹ ruột Nắm tay cô đặt lên lòng bàn tay to lớn của thần Trao cô cho anh Nụ cười ông Thiên mang dòng điệu giả tạo Chúc con gái ba trăm năm hạnh phúc Ông ta khóc lớn ôm lấy thần Si con hãy bảo vệ cái phương Thần không trả lời Chỉ dùng tay phủi phủi bộ vest đắt tiền Mà anh xuất hiện ở đây đã là kỳ tích Lại còn kêu diễn trò nữ Đúng là buồn nôn Thiên vờ như không nghe Rồi đưa tay lủi thủi lau nước mắt Đứng bên cạnh Đầu phương nhức kinh khủng Đôi mắt long lanh chớp chớp liên tục Có phải cô nhìn nhầm không Người đàn ông đang khóc chắc không phải ba cô đâu chỉ vì trước đó ông Thiên mang theo tức giận ba Tai Phương tiếng bà tay khiến cho cô nổ đom đóm mắt cô ôm má khóe miệng từ đang chảy máu tươi nhìn phía người đàn ông hung hãn cô gọi là ba ông ta vì chuyện ép hôn cô mà đánh cô à cô ấm ức hỏi ba tại sao nhất định phải là con con có không biết tam thần là ai con chưa từng gặp mặt hơn nữa con còn có người mình thích chưa nói hết câu ông thiên dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương cô yêu con đổi ra tiền được không ta nói cho mày biết chị hai đang mang thai chị ba đi du học chỉ có mày thích hợp nhất không mày thì còn ai ba ông ta dứt khoát nói bằng mọi cách mày phải bước vào nhà họ tam lúc đó mọi vấn đề thua lỗ của huỳnh gia đều được giải quyết nghe rõ chưa nghe rõ chưa hả huỳnh tiểu phương cô quỳ xuống ba con không muốn đâu con xin ba xem xét lại đi người đàn bà của ba cô người cô gọi là gì bà ta đến trước mặt cô quỳ xuống cầu xin phương à con nên nghe lời lão ra dì xin con cứu cái nhà này đi mà huỳnh mẫn đang mang thai huỳnh nhi thì cần tiền cho du học xem như con nể tình hai đứa con là chị em cùng cha khác mẹ đi nhưng người bà ta kể liên quan quái gì đến cô bọn họ ghét ke ghét đáng cô tại sao cô phải vì bọn họ phương nhớ lúc cô lên năm ba dẫn về cho cô hai người chị từ khi kết hôn ông thiên không muốn có con cùng với mẹ của phương ông ấy luôn muốn tập trung cho sự nghiệp Như nào ngờ ông dùng tiền của mẹ cô nuôi ba người bọn họ nực cười thay bây giờ bác cô gả đi để nuôi họ sao đúng là quá đáng mà phương nghiền rằng cô định đem hết bực bội nói hết những lời tiếp theo của bà gì khi cô nuốt ngược lời định nói Bà ta vừa quỳ, vừa giả vờ ôm nói nhỏ vào tai cô, "Nếu mày không chấp nhận, ta đánh gãy chân mày, ném mẹ mày ra khỏi bệnh viện để xem mẹ mày còn sống thế nào." Phương mắt giớm lệ, "Dựa vào đâu bọn họ đối xử với cô như vậy? Dựa vào mạng sống của mẹ cô." "Đúng, chính người đàn bà trước mặt như ma như quỷ hãm hại mẹ cô phải nằm viện, tranh giành vị trí huỳnh phu nhân, chính vì bà ta." Ba năm qua, mẹ cô nằm ở trên giường bệnh, chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy thở. Mạng sống mẹ cô nằm trong tay bà ta, mà đó là mục đích duy nhất để cô kiên trì ở lại nhà họ Huỳnh chịu mọi cực khổ dày vò. Bây giờ gả đi chẳng phải hay hơn à? Có thể đường đường chính chính thoát khỏi nhà họ Huỳnh, cô sẽ tìm cách để mang theo mẹ, từ nay cô và bọn họ không liên quan. Nghĩ đến đây, Vương lau nước mắt rồi đứng dậy nói. Ba, gì? con đồng ý chỉ cần ba không động đến mẹ được là mày nói đấy ông thiên hài lòng cười ngay lúc này tiếng người dẫn chương trình kéo cô về thực tại mời cô dâu trao nhẫn cho chú rể cô dâu à cô dâu ông thiên đứng bên cạnh nhéo cô một cái cô bắt đầu cử động tay mang chiếc nhẫn trên tay đeo cho tam thần thế là bọn họ hoàn thành lễ cưới thần nắm cổ tay cô rời khỏi nơi giả tạo này anh mang cô nhít trong xe Đạp ga rời đi trong tiếng gieo hò gớm mộ của nhiều người Phương còn nghĩ người đàn ông đó đối xử tốt với mình Nhưng cô không biết Anh nắm tay cô bước vào cánh cổng địa ngục khác thôi Thần lái xe đến bến cảng bỏ hoang Chiếc Ferrari dừng đột ngột Mang theo hai vệt bánh xe in hẳn trên đường Anh xuống xe rồi kéo cô ra bên ngoài Người đàn ông lạnh lùng Mang theo khí thế bức người đứng trước mặt Phương Anh ta là Tam thiếu nhà họ Tam Vừa làm chồng cô cách đây một tiếng đồng hồ Tam thần năm nay 35 tuổi Trời sinh diện mạo đẹp như tạc Bóng dáng chuẩn xoài ca Phong thái lạnh lùng cao ngạo Đi cùng độ ăn chơi Phong lưu không ai sánh bằng Gả cho anh ta vừa xác định khổ cả đời Sau này anh có ra bên ngoài vui chơi Phải mắt nhắm mắt mở mà chịu đựng Mọi người còn đồn Ai chọc giận anh Anh sẽ đem người đó hành hạ đến thịt nát xương tàn Đàm thiếu gia được mệnh danh ác ma Vậy mà Phương vừa tròn 22 tuổi Mới tốt nghiệp ra trường Chưa biết mùi vị của tình yêu Ngày thơ trong sáng đáng yêu Lại gà đi cho ác ma Đôi mắt Phượng của thần khẽ chớp Anh tự lưng chiếc xe phiên bản giới hạn đắt tiền Đối diện với cô nói Huỳnh Tiểu Phương Sau này cô muốn sống tốt Cần nhớ rõ quy tắc của tôi Không nghe không thấy không hỏi Và giả vờ không biết Tôi đi đâu làm gì không cần cô quản nhưng cô đi đâu làm gì tôi cần biết Nghe rõ chưa Cô dường đôi mắt đẹp tự thiên thần nhìn anh Anh cười khẩy nâng cảm cô lên Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi Trong em chẳng khác nào tiểu hồ ly Quyến rũ tôi á Còn lâu đi Anh buông cô ra Để bàn tay năm ngón vỗ nhẹ mặt cô Phương cười như không cười Cô vì sao mà quyến rũ anh ta Người đàn ông trước mặt đúng là tự luyến Tam gia Ngài nghĩ nhiều rồi Thành âm âm trầm lạnh lùng cắt lên Tôi nghe nói em có người mẹ thực vật Nhắc đến mẹ làm cô chảy nước mắt Cô cuột cường nói Cảm ơn ngài quan tâm Anh bua cô ra rồi quay lưng lại Tôi có thể giúp em chăm sóc bà ấy Ngược lại em phải nghe lời tôi Em làm được chứ Phương nắm chặt lòng bàn tay đến bật máu Trong giây phút đau khổ nhất Cô nhớ nụ cười của mẹ Tất cả sự chịu đựng của cô Và mục đích sống của cô chỉ có mẹ Giọng cô run run cất lên Tôi đồng ý Thần leo lên xe rồi nói vọng ra Phương, Tôi cho em ngồi ghế tam thiếu phu nhân Nhưng cảnh cáo cho em biết Chỉ cần em làm tôi không vui Em đừng có mơ tưởng cuộc sống sau này dễ dàng Dứt lời Thần bỏ mặc Phương rồi lái xe rời đi Phương không mang gì theo trong người Chỉ có thể kéo váy cưới lên đi bộ về nhà Xung quanh có đường vắng vẻ không bóng người Mà đêm mưa tối mang theo hơi thở giá rét lai lỏi vào cơ thể gầy gò của Phương. Hai mươi mấy năm qua, khi ở cùng mẹ, cô mới cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương. Ngoài ra chỉ toàn là giả dối, mắng chửi, toàn những lời nói vô nghĩa, giả tạo. Phương ngừng mặt lên cao, ngăn hai dòng lệ nóng tuôn rơi. Cô vì sao phải đau khổ thế này? Bỗng chốc, cô gái nhỏ khụy xuống, một tay chống che mặt đất, tay còn lại ôm lấy trái tim đang mỏng rát đau đớn. Vẫn nghĩ sau khi kết hôn, dù không yêu, nhưng ít ra cô được người mà mình gọi bằng chồng đối xử tốt. Hóa ra, cô vô tình bước vào cánh cổng địa ngục khác thôi. Vừa gào thép tại sao? Tại sao chứ? Trở về sau giọng nói xa lạ mang theo giễu cợt khiến cho cô giật mình. Em gái nhỏ, sao đây khóc một mình? Cô quay lại, nhìn thấy người đàn ông trong bộ dạng như kẻ nghiện ngập khập khiễng bước đến. Anh ta đưa tay gầy gãy cái mông mình rồi đưa lên ngửi. Sau đó tự chê hôi Hãy chào Nếu không chê anh ấy Anh đây an ủi em Phương nắm váy cưới bỏ chạy Cứu, cứu tôi Người đàn ông cười ngéo mũi Em la đi, cứ việc la Rồi không ai cứu em đâu Cô như con mồi ngon Đang đợi kẻ săn bắt lấy Trả với vẻ tĩnh lặng Để đáng sợ xung quanh Phương Tiếng nhạc sập sình Cô gian mỹ nhân ngủi cạnh thần Khiến anh cảm thấy thư giãn Anh ngả à, người tự lưng vào sofa phòng bao vip Người phụ nữ bên cạnh áp sát vào lồng ngực anh ta Mà sát lên xuống nhị nhàng Giọng ả như là nhũn ra Tam gia, ngài không về với vợ chưa cưới của ngài à Anh nhếch miệng Sau đó kéo người con gái trước mặt hồn ngấu nghiến Một lúc sau thì mới buông ả ra nói Liên quan gì đến tôi Dứt lời, điện thoại anh ta reo lên Nhìn dãy số quen thuộc anh ta miễn cưỡng nghe máy Đầu dây bên kia là tiếng hét đến điếc tài Xúc sinh, máu về nhà cho ta thần lái xe về tam ra vừa vào đến cửa lão tam mang roi mây ra dọa đánh giúp sinh mày quỳ xuống cho tao thần không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống đường đầu gối vừa chạm đất phát roi đầu tiên dáng xuống da thịt bề roi mang theo lực không nặng đủ làm da thịt bật máu tươi chân mẹ anh cau lại hai tay bóp chặt gồng lên nhẫn nhịn ba có chuyện gì thì nói đi không cần ba phải đánh mắc công mỏi tay giọng nói này của anh hai anh ta là tam phát anh ta ngồi vắt chéo chân uống rượu xem kịch hay Con đừng nhắc ta phải làm thế nào Ông Huy tức giận đánh liên tục mấy cái Thần ta nói cho mày nghe Vợ mày vừa cưới Mày đem cô ta bỏ cảng hoang Nếu tao không cho người theo dõi Cô ta bị người xấu ăn sạch Lúc đó mặt mũi tam ra thế nào Hả khốn kiếp Cô ta có thể có chuyện gì chứ Ông Huy tức đến ôm ngực Thằng súc sinh này Thiếu chút nữa có người làm hại cô ta Mày nói coi Người ngoài đổ lỗi cho tao không biết dạy con Cái thằng khốn nạn này Tiếng do tràn chát tàn nhẫn ghi mật da thịt của tam thần Chiếc áo vest sách từng đường dài đáng sợ Áo sơ mi trắng bên trong nhuộm đỏ Theo khe hở của vết thương Chỉ khi nhị thiếu ra là tam lộc lên tiếng Ông lão mới dừng lại Ba đừng đánh nữa ba Dù sao chuyện đã được giải quyết Hơn nữa hôm nay nghe em ấy kết hôn mà ba Em dâu còn đang chờ em ấy Ông Huy buông roi thở hổn hển trong nhà chỉ có con không làm ba thất vọng thôi Phát cười khẩy Trong lòng ông chỉ có thằng con thứ hai thôi Mày im đi Tao rất công bằng Trong ba đứa bay Đứa nào cho tao bế cháu trước Phân nửa tài sản nhỏ tam thuộc với đứa đó Chúng mày cứ liệu hồn Thần vốn chẳng quan tâm Nhưng anh vừa đứng dậy Anh cả chế diễu Phi vụ mày là người có lợi đấy Hai đứa tao chưa có vợ Nhớ chăm sóc cô ta cho tốt thằng con hoang Thần im lặng Trả lời anh ta bằng ánh mắt căm phẫn Phát khinh khỉnh nói thêm Nhìn cái gì Tin ta móc mắt mày ra không Mẹ mày với mày đúng là thấp hèn như nhau Thần nhị không được rồi nghiến rằng. Mày dựa vào cái gì dám nói mẹ tao Tao thích Vừa dứt lời Thần nhào và đấm liên tục vào mặt Phát Làm cho Lộc phải vào can ngăn Ở tầng 2 Phương bị tiếng động mạnh đánh thức Cô mang máng nhớ trước lúc ngất Có người đến cứu Nhìn căn phòng treo ảnh cưới của cô và thần Càng chắc chắn rằng mình được cứu Cô kiểm tra thân thể Tay chân lạnh lạnh Phương lúc này thở vào nhị nhõm Nghe bên ngoài có tiếng động Phương bước chân xuống giường Cô chậm rãi sỏ dép ra mở cửa Cái cửa phòng vừa hé Gương mặt đầy máu của thần dọa cô hét lớn Anh nhanh tay bịt miệng cô lại Ồ nào im lặng quá Thần ôm cô thở gấp Chân mày cau lại chán dị mồ hôi Thấy anh có biểu hiện bất thường Cô xoay lại đỡ lấy anh Tam gia em không sao đấy chứ Băng bó vết thương Cô gật đầu Nghe được cô trả lời mà đánh híp lại Thân thể cao lớn ngã lên người cô Phương vụng về ôm lấy người đàn ông Nhìn cô như cây cột nhỏ cật lực chống đỡ tảng đá lớn Cô dùng hết sức khó khăn mở miệng hỏi Tam gia hay chúng ta đến bệnh viện đi Trước khi ngất anh còn kịp quát cô Cầm miệng đi Máu lam đi Phương vất vả lắm mới kéo anh nằm lên giường Cô nhúng khăn ấm lau sạch người Cẩn thận sát trùng vết thương Sau việc cô tranh thủ gục đầu xuống ngủ Nửa đêm Phương bị người đàn ông to lớn lôi kéo lên giường lớn Cô vùng vẫy la hét Thả ra tám thần Thả tôi ra Mắt thần vẫn nhắm lôi cô ôm trong lòng Vòng tay siết chặt suýt làm cho cô nghẹt thở Không được cử động Cô cử động giao dịch kết thúc Tôi nghe tiếng thở điều điều của anh ta Phương đành nằm im chịu trận Người đàn ông không có hành động nào quá đáng Chỉ là ôm cô ngủ đến sáng thôi Tiếng chim hót bên ngoài phòng ngủ Đánh thức người đàn ông trên giường Anh nhìn cô gái nằm cạnh tung chân đá Phương lò mò ngồi dậy Đầu óc như tổ quạ Nhìn chồng vẫn là cực kỳ đáng yêu Còn chưa hình dung chuyện gì Thì cô bị thần mắng Ai cho phép cô nằm cạnh tôi Tính lợi dụng tôi đấy à Háo sắc Điên à Ai thêm Thần nhếch mép Anh quay lại nắm chặt cổ tay cô Kéo cô trong lòng Mắt nhìn chăm chăm người con gái trước mặt Trong giây phút này Tim của cô như nhảy ra khỏi lồng ngực Hai má đỏ bừng Ngay cả thở cũng không dám Còn nói không có ư Tôi nhanh đi thay đồ rồi theo tôi Tôi cho cô 5 phút Phương luống cuống ngồi dậy theo anh ta Rất nhanh hai người rời khỏi tam gia Thần phóng xe như đua Anh đưa Phương đến một biệt thự ven biển Xe vừa dừng lại Có người hầu chờ sẵn mở cửa xe Lúc chân thần vừa chạm đất Người hầu chờ sẵn nhanh nhẹn thay dép long cửu đi vào trong nhà cho anh Người đàn ông khoan thai đi trước Cô gái nhỏ thì cúi đầu theo sau Nhìn cô và anh rõ ràng hai người thuộc hai thế giới khác nhau Hoàn toàn khác biệt Vậy mà lại đem đặt cạnh nhau Thần thở dài rồi chán ghét nói Tầm thường Phương nghe được Nhưng cô không nghĩ người anh nói là cô Đắn đo một lúc mới lấy can đảm nói Tam gia xanh đưa tôi đến đây anh không trả lời đi thẳng vào phòng bếp anh kéo ghế ép cô ngồi xuống bàn bàn ăn được đặt cạnh cửa sổ gần biển cạnh bên ngoài trọn vẹn thu vật tầm mắt bầu trời xanh ngắt nước biển trong xanh màu lam ngọc phía trong quầy bếp người đầu bếp thuộc nhàng nhà năm sao đang bố sao từng đường vung xuống mà con cá ngừ đỏ thái mỏng từng lát thần ngồi đối diện cô thoải mái nâng ly rượu vang đỏ trong tay nhấp một ngụm muốn đưa cô đi ăn xem như xin lỗi cô chuyện tối qua Phương khẩn trương Người như anh có thể nói xin lỗi à Cô không nghe nhầm đấy chứ Cô mở mắt ngạc nhiên Anh đứng lên trực tiếp vòng qua sau lưng vuốt ve gương mặt đẹp của cô Miệng mang theo lời trêu ghẹo Dù biết chúng ta lấy nhau Vì lời hứa của ba tôi dành cho ba em Năm đó nếu ba em không cứ ba tôi Chắc gì hôm nay tôi gặp em Hơn nữa Phương cảm thấy hồi hộp Cô chưa từng gần người khác giới như vậy Khoảng cách giữa cô và anh Khiến cho cô thực không dám thở mạnh Ngài muốn gì Ngài cứ nói thẳng đi Thần cười cười mang hơi ấm phả vào vàng tai cô Sắc mặt cô đỏ bừng Lòng bàn tay đan vào nhau chân mày thanh tú khẩn trương vô cùng Nhìn bộ dạng của cô Anh ta không khỏi bật cười Em hồi hộp cái gì chứ Tôi có ăn thịt gì em Nhìn cho kỹ thế em hợp mắt tôi Tôi đổi ý rồi Hay là chúng ta trở thành vợ chồng thật đi Phương loài hoài mang ly nước trên bàn uống ứng ực Khiến cô ho sạc sụa Thần vút lưng cô Không sao đấy chứ Mới đùa một chút đã dọa sợ em à Cô cảm thấy khó chịu Sao tự nhiên anh ta tỏ vẻ ân cần Hậu quả ném cô ở càng bỏ hoang Nay chu đáo thế này Liệu cô ném cô xuống cho cá mập ăn không Nghĩ đến đây Phương dùng mình nuốt nước bọt Chẳng mấy chốc thức ăn được bưng ra Anh cẩn thận gắp cho cô Ăn một nửa anh mới chịu mở miệng Chuyện là chiều nay cô về nhà đúng không nhưng tôi có việc Quà tôi sang người chuẩn bị Chuyện này cô tự xử lý được chứ Hòa ra anh đối tốt với cô là có mục đích Không đợi câu trả lời Nhìn đồng hồ rồi đứng dậy khẩn trương Trông như đang đợi ai đến Quả nhiên chưa đầy 10 phút sau Tiếng giày cao gót từ phía sau phương vang lên Lướt qua cô đi đến cạnh thần Anh quay lưng nở nụ cười trìu mến Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc người con gái Cuối cùng Phương hiểu thần chỉ đối tốt dịu dàng với người anh thích hoặc là lợi dụng rồi vứt bỏ ngoài ra đều là dư thừa dù người ngồi trước mặt như kẻ vô hình trong mắt anh mà phương biết cô chính là người vô hình kẻ bị vứt bỏ anh dịu giọng sao bây giờ mới tới người con gái kiễng chân hôn vào má anh rồi quay sang nhìn phương chào phương tôi nghe thần kể rồi xin giới thiệu tôi là trương bối vi bạn chơi chung từ nhỏ với thần anh ấy nói hết với tôi Hai người vì ép hôn Nên chuyện này tôi không để ý Phương đứng dậy miễn cưỡng gật đầu chào cô ta Cô ta là bạn của thân Phương nắm chặt cái đĩa trong lòng bàn tay Hóa ra người đàn ông đó đã có người anh ta yêu Anh ta đối tốt với cô một chút Để cô mắt nhắm mắt mở Để anh ta đi cùng người yêu à Miêu ôm anh ta nhẹ nhàng nói Thân à em muốn nói chuyện với Phương một chút Anh ra ngoài đợi em nhé Thần lưỡng lự Rồi cuối cùng gật đầu ra ngoài sau khi anh đi Vì tiến lại đem cốc nước trên bàn Hất mạnh vào mặt của Phương Cảnh cáo cô Đừng cố định lại gần thần Không được vượt quá giới hạn Nếu không đừng trách tôi không khách giáo Phương ngây người không trả lời Cô thực bất ngờ trước màn lật mặt nhanh hơn bánh tráng của Vi Cô ta cảnh cáo xong quay lưng đi Đi gần đến thần ra vừa té ngã Em đau quá Thần gấp gáp ôm cô ta dậy Vi em không sao đi chứ Phương đứng nhìn một màn ân ái Còn cô cũng chỉ có một mình Người thật thà lương thiện bị bỏ rơi Cái tâm cơ mưu mẹo được yêu thương à Phương tự hỏi Cuộc sống này rốt cuộc có công bằng không đây Vốn nghĩ kết hôn Có người ở cạnh Không ngờ cô chạy thành người ngoài cuộc bị bỏ rơi Thực sự cô đơn biết mấy Phương tự cười khẩy chính mình Gì cô nói không sai Người như cô có ai cần đến sau khi họ rời đi phương ngồi xuống tiếp tục ăn miếng cá trên bàn đột nhiên nhòe đi từ lát cá trở nên khô cứng khó nuốt đến bữa ăn cũng chẳng có người ăn cùng phương con có ý nghĩa sao phương ăn xong vào phòng tắm rồi trang điểm lại cô mang theo quà mà thần chuẩn bị về lại nơi gọi là nhà cô đứng trước cửa huỳnh gia rất lâu không vào từ bên trong vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ phương đứng như trời sáng tay nắm chặt túi quà sự tồn tại của cô có phải dư thừa không? Cuối cùng cô gửi quà lại cho người hầu rồi rời khỏi huỳnh gia. Đi xa đến cuối đường, người con gái chân mềm nhũn đi cũng không nổi, cô không hề cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Cái lạnh màn đêm như muốn nuốt chửng cô gái nhỏ, một suy nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu, liệu cô mất tích có ai sốt sáng đi tìm không, hay vốn dĩ cô như hạt cát bay qua sa mạc, dù vĩnh viễn biến mất cũng không ai hay biết phương ngồi xuống cô con người ôm lấy chính mình gió tiếp tục thổi chiếc lá vàng trên cành cao rơi xuống chiếc lá chạm vào đôi vai đang run lên của cô gái nhỏ phương không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt thi nhau rơi xuống mẹ con thực sự thực sự rất mệt mẹ chỉ có mẹ là yêu con thôi phương không còn nơi nào để về chỉ có thể trở lại tam gia sớm hơn dự định vừa bước vào trong nhà nghe tiếng mẹ chồng hỏi phương thần đâu rồi nó không đi cùng cô à phương quên mất phải gọi anh ta về cùng cô nuốt nước bọt thở cũng không dám tìm cớ nó với bà dạ mẹ ạ anh ấy bận việc ở công ty con về trước ạ à? vừa dứt lời tiếng của phát chen ngang em dâu làm vợ kiểu gì thế chồng đi chơi cùng tiểu ta mà em không biết á phát ném cái điện thoại xuống trước mặt cô không tin thì em xem này lão phu nhân nghe xong tức giận bà đi đến thẳng trước mặt cô một cái bạt tai rõ to chồng đi đâu mà không biết à sao có thể làm người vợ tốt còn giúp nó nói dối ta bà tai này xem như cảnh cáo con lần sau sẽ phạt nặng hơn đấy có bây giờ ấy, cút về phòng đi phở bị tát đến chảy máu miệng nhưng làm gì khác được ngoài im lặng chịu đựng cô cúi đầu xin lỗi bà mẹ chồng rồi về phòng đi thẳng vào phòng tắm xả nước lạnh cô nghe nói nước lạnh có thể làm giảm sưng đau cứ thế mặc vòi nước xả lên người cô đã làm theo nhưng tại sao trong lòng đau như ai cắt da cắt thịt Khi nỗi đau không nói thành lời Chỉ có thể dùng nước mắt diễn tả Mà đến khóc còn phải trốn vào một góc không cho ai thấy Cô gái nhỏ như cô Đúng là quá mức thê thảm Phường dựa vách tường đá trong phòng tắm trượt dài xuống Thất thần ngâm nước gần 4 tiếng đồng hồ Thần về đến nhà Lúc đó cũng là nửa đêm Anh loạng choạng trở về phòng Khi mở cửa phòng tắm Phát hiện cô nằm ngất ở trên sàn gọi cô mấy lần không tỉnh anh bế cô lên lấy tay tát nhẹ cô vài cái mắt cô nhắm nghiền mà chán rất nóng anh đặt cô xuống giường định mặc kệ mà nghĩ đến lợi ích sau này nên đành ra tay giúp đỡ anh mắt nhắm mắt mở nhưng tính toán rất chuẩn bàn tay thon dài luồn ra phía sau chiếc váy của phương miệng không ngừng lẩm bẩm phương tỉnh dậy cô phải cảm ơn tôi đấy chỉ một động tác thành công kéo khóa váy Đôi núi xuân xanh hiện ra trước mắt làm cho thần tạc lưỡi không tôi Theo bản năng người đàn ông Anh khẽ nuốt nước bọt Hơi thở dần trở nên nóng dữ gấp gáp Thần nhanh chóng quay mặt lại Anh định bỏ đi Nhưng không tiếp tục giúp cô Cô sẽ bệnh đến chết Dẫu sao trên danh nghĩa Hai người cũng là vợ chồng mà Vậy cho nên anh không nhẫn tâm nhìn cô chết Thần luồng tay ra sau lưng Rồi nâng người cô lên Cái vùng đồi núi nó áp sát vào người anh Bàn tay chạm vào làn da mịn màng Bất giác mặt cũng đỏ lên Tiếng điều hòa trong phòng êm êm Điều hòa vẫn chạy Xanh nóng như thiêu như đốt thế này chứ Anh thở ra rồi nhanh chóng làm cho xong Mang quần áo ướt chút khỏi người cô ném xuống nền gạch Mà chính vào lúc này đây Cả thân thể kiểu diễm ở trước mắt anh như mời gọi Vẫn nghĩ anh lợi dụng cô Nhanh đặt cô xuống giường kéo chăn qua đắp cho cô Có không yên tâm Anh quấn thêm vài vòng Biến cô thành cái đòn bánh tét Nhiệm vụ hoàn thành Anh nằm xuống bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ để sáng, cô cảm thấy cả người tê cứng. Cô nhìn thần nằm bên cạnh giật mình té xuống giường, lơi hoài mãi mới có thể thoát khỏi chăn ngủ dậy. Trong bộ dạng này, cô biết mình lành ít dữ nhiều, chỉ là nhất thời khó chấp nhận. Cô lấy chăn cuốn người lại rồi khóc lớn, với tay dùng gối đập vào người thần. Ai cho anh lợi dụng tôi? Ai cho anh cự ép tôi, khốn kiếp! Lần đầu có người đánh anh bằng cách này, anh bực bội quát: Đồ điên này! Cô quậy cái gì thế hả? À? cô vừa khóc vừa thét chúng ta tối qua anh đã thần cười khẩy ra vì chuyện này cô nằm mơ đi tôi mà thèm động vào cô á vậy quần áo của tôi ai ai thay tôi thần ngang nhiên trả lời vậy mà còn nói không có à khóc cái gì mà khóc nhìn cô bất tỉnh trong phòng tắm tôi thay quần áo giúp cô nhìn anh ánh mắt căm phẫn trong nhà thiếu gì người rõ ràng lấy lợi dụng tôi anh chán ghét lên tiếng cô định cho bà lão trong nhà biết chúng ta là vợ chồng giả đấy à bà ấy mà biết cô bị đuổi về huỳnh gia cô muốn sao cô ngồi đó nước mắt không ngừng rơi cô không muốn quay về huỳnh gia càng không muốn người đàn ông đó nhìn thấy cô ngồi đó làm gì nhìn đã nhìn rồi hay đem móc mắt tôi ra đi nói xong anh đi vào phòng tắm xả nước đồng thời bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa thúc giục tam thiếu gia tam thiếu phu nhân mời xuống ăn sáng Lão gia và phu nhân đang chờ Nghe gọi Phương cũng không dám chậm trễ Cô hối thuốc thần Sau đó thay quần áo rồi cùng nhanh đi xuống nhà Vừa kéo ghế định ngồi vào bàn ăn Thì bị lão phu nhân ngăn lại Phương Ai cho cô ngồi thế hả à? Nghe âm điệu không có gì là tốt lành Tiểu Phương lạnh sống lưng cúi đầu Cả nhà bọn họ đang ăn uống thoải mái Chỉ có cô là đứng Lão phu nhân cười nhẹ liếc mắt nhìn người hầu bọn họ hiểu ý mang tấm ga trắng tinh từ phòng cô và thần xuống hai người hai bên căng nó ra tấm ga trắng không có một chút dấu vết gì cả cô không hiểu ý mẹ chồng chỉ thấy gương mặt bà nhăn lại ánh mắt như mang dao cùng giọng nói lạnh ngắt phương cô không phải là con trong trắng à không rét mà run cô và thần không phát sinh quan hệ bà ta mà biết họ là vợ chồng giả đem cô ném về huỳnh ra mẹ con 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 thế nào Cô nuốt nước mọt Mẹ chồng đập bàn Không giải thích được Thì cút khỏi tam gia Nhà ta không chấp nhận đứa con dâu lăng loàn Nghe cả ông lão cũng liếc mắt khinh miệt nhìn cô Phương Nhà ta không chấp nhận con gái quan hệ bừa bãi trước hôn nhân Dù thần có bên ngoài thế nào Nó cũng là con trai Còn con ấy là nữ Có không có quyền như thế Phương run run tay Cô và mẹ không thể lọt vào tay gì lần nữa Con, con và Tam gia Thần ngắt ngang lời cô Mẹ, chuyện này con không để tâm Vẫn tưởng anh giúp cô Nhưng thực chất châm dầu vào lửa đây mà Cầm miệng đi Con ra ngoài ăn chơi không tính Con gái thì không được Người đâu Mau đánh gãy chân cô ta Rồi ném về nhà họ Huỳnh Lời nói như chọc thủng màng nhĩ của cô Về nhà họ Huỳnh Khác nào tìm chết Không còn cách nào khác Tiểu Phương rất nhanh nói lớn Mẹ Thật ra con và anh ấy Mẹ à Chuyện này con thấy hay là thôi đi thần vừa cắt lát thịt bò nhàn nhạt, nhạt đưa vào miệng thưởng thức anh xem cô định giải thích với bà thế nào bà thở mạnh liếc mắt phía cô nói đi đánh chết cô cũng phải tìm cái cớ tối qua tối qua anh ấy nói thích cảm giác mạnh tụi con không ở trên giường tụi con ở lời của cô khiến thần hò sặc khó sủa chuyện này từ chính miệng cô gái nói ra ư ai bảo cô ngây thơ anh chẳng tin ông lão gằn giọng thôi 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 chuyện này đến đây thôi phương Ngồi đi Phương qua ải rồi Cô thoát được một nạn Không ngờ cái cớ cô bịa ra Khi cô được bà mẹ chồng cưng chiều Người đâu Mang tổ yến lên cho thiếu phu nhân tẩm bổ đi Tổ yến trưng lập tức được mang đến trước mặt Phương Để con được chịu khổ rồi Sợ hãi thì vẫn còn Cô sợ trong cái bát tổ yến này có độc Không 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 Cô không thể bị độc chết được Cô mang tổ yến đến cho thần Mẹ cái này nên dành cho tam gia tẩm bổ Tối qua Tam gia có hơi dùng sức ạ. Thịt bò chưa kịp nuốt xuống bị nghẹn ở cổ họng của thần. Anh ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. Không ngờ cô gái vẻ ngoài ngây thơ như cô nghĩ ra được nhiều thứ hay ho. Từ đang nên nhìn cô bằng con mắt khác rồi đúng không? Ngồi lâu không thoải mái, Phương tìm cách thoát khỏi cái bàn ăn ngột ngạt. Cô nói với bà: "Xin với ba mẹ, con đến công ty ạ." Ông Tam khó chịu. Phương cứ ở nhà làm Tam thiếu phu nhân. Không cần ra bên ngoài vất vả đâu con Dạ con muốn học lên thạc sĩ Cho nên cần thực tập lấy kinh nghiệm ạ à? Nghe đến đây hai ông bà đồng ý Học lên cao chẳng phải mở mày nở mặt cho nhà họ Tam Ừ Nhưng nhớ bên ngoài cẩn thận nhé Để có gây chuyện Vừa gật đầu rồi nhanh chóng đi nhanh Cô không ngờ thần ở phía sau đuổi theo Cô đi nhanh, anh cũng đi nhanh Cô chậm bước, anh cũng chậm bước lại Cô nhịn không được Quay đầu định chất vấn Suốt cuộc bị anh nắm cổ tay kéo đi anh ép cô và sát cổng nhà họ tam một tay chắn ở đỉnh đầu tay còn lại ôm eo cô cô càng né anh càng lấn tới tam ra ngài không sợ mọi người nhìn thấy chúng ta lôi kéo nhau mà chê cười à thần áp sát người cô đến mức cô không thể vùng vẫy đây là nhà tôi người nào có gan cười cái miệng này cũng to gan thật ai cho cô nói tôi không thích trên giường hay cô muốn thử tam ra ngài nên cho tôi một con đường sống nếu không nói với mẹ ngài như vậy Thì e bây giờ tôi đã nằm ở bệnh viện rồi Mà nhắc mới nhớ Cô chào mẹ ạ Anh nghe cô gọi từ mẹ thì quay lại Không ngờ cô lội dụng sơ hở đạp vào chân anh Huỳnh Tiểu Phương Anh ôm chân nhăn nhó gọi tên cô Mà thời cơ đã tới Phương coi chân chạy trốn Thân thì hét lên Huỳnh Tiểu Phương cô đợi đây cho tôi Phương chạy nhanh còn kịp Cô đón xe rồi đến công ty làm việc Hôm nay không thể đến trễ do cô của sếp mới về Phương vừa đặt túi lên bàn Đồng nghiệp quay sang hỏi chuyện Chúc mừng tam thiếu phu nhân Sao rồi? Tam thần đẹp trai chứ Cô xua tay Thôi 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 đừng có chọc tớ như thế Này này cậu khao cả nhóm một bữa đi chứ hả Cô gật đầu Trong khi bọn họ nói cười Cấp trên vỗ tay tạo sự chú ý Các bạn chúng ta đứng lên chào trưởng phòng mới Phương ngẩng đầu Thì là lúc cấp trên giới thiệu Trương Bối Vi từ nay là trưởng phòng mới ánh mắt phương hướng với người phụ nữ trước mặt cô ta chính là người hất nước vào cô chính là người mà chồng cô yêu phương cười khẩy đúng là suối quẩy mà cô ngồi xuống dùng cuốn tập che mặt né tránh tránh lúc lâu tránh không được suốt đời càng không tránh được người cố tình muốn gặp đúng vì thấy phương cô ta bước đến bàn làm việc của phương giơ tay ra dịu dàng nói xin chào phương chúng ta gặp lại phương à mau đứng dậy chào sếp đi kìa để khi đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở Phương buông cuốn tập xuống Cô đứng dậy miệng vẽ lên nụ cười Chào chị Vi Lúc tại hai người họ chạm vào nhau Vi cố ý dùng móng tay mình bấm sâu vào lòng bàn tay Phương Cảm nhận cơn đau truyền tới Cô rụt tay lại Nhưng Vi giữ chặt hơn Đôi môi ả cong lên che giấu vẻ độc ác Bằng ánh mắt thân thiện Thoáng chốc Phương dùng mình Cô thực bắt đầu cảm thấy sợ người phụ nữ trước mặt Vì buông tay cô ả quay về phòng làm việc Mà lúc này Phương mới nhìn tay mình Quả nhiên năm dấu móng tay hiện rõ Chỗ xấu nhất bật máu Phương lấy khăn giấy lau tay Rồi viện cớ đi vào nhà vệ sinh Và bên trong đóng kín cửa lại Cô đẩy nắp bồn cầu rồi ngồi lên Thời điểm này Vi đi mới dám khóc Cô bị chặt miệng để không phát ra tiếng Cô khóc không phải vì sợ Mà cô cảm thấy ấm ức Có phải cô rất đáng ghét Ở trên đời này tìm một người yêu thương khó vậy ư Mà một cô gái mới lớn Tâm lý chưa ổn định đúng không Người nào khiến cô bị ghét, cô đem tức giận mắng người đó trước đã. Phương lấy điện thoại nhắn dòng tin với nội dung: "Thần, anh nên đổi thành họ Ôn, từ lúc gặp anh chẳng có việc gì may mắn cả." Ở phòng cao nhất của Tam Thị, 10 người nam có nữ có, đều là lãnh đạo cấp cao công ty, bọn họ đang rất căng thẳng về phương hướng hoạt động sắp tới. Bỗng tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ bầu không khí. Thần xoay ghế lại mở miệng mắng chửi: "Không biết đang họp à? Là điện thoại của ai thế? Trừ lương đi." thư ký nói nhỏ sếp ơi điện thoại của anh ạ anh liếc mắt thấy cái tên phiền phức thì ấn đọc anh đọc xong ném cái điện thoại lên bàn cả đám không dám thở chỉ thấy anh tức giận cô ta nói vậy là ý gì vì dĩ nhiên phải hành cho phương chết rồi thứ hả à, căm ghét nhất chính là việc người khác cưới thần ả à, mang phương án vừa được cấp trên dao ném lên bàn của phương nghe nói em có năng lực phương ạ phương án này chị giao cho em còn nữa Đống hồ sơ này tổng hợp lại giúp chị nhé Chị rất tin tưởng ở em Mong là em không làm chị thất vọng Câu nói này chính là đào hố cho Phương nhảy xuống Vương tử không hiểu Cô với tên thần chỉ có ghét Hơn nữa thần cũng không yêu cô Tại sao Vi thích nhầm vào cô vậy chứ Nếu đã ghét Cần gì lý do đúng không nào Không nghĩ nữa Phương bắt tay vào làm việc Mãi mê đến mức khi ngừng mặt lên Đồng hồ đã là 8 giờ tối Lúc này cái bụng cũng đỉnh công Phương vào bên trong khu vực pantry khu vực chứa đồ ăn của công ty là một tách ngũ cốc. Đúng lúc đồng nghiệp nam tên là Tiểu Mao cũng ở đó. Phương chưa về đấy à? Cô vừa thổi vừa hút một chút ngũ cốc. Ừ, sẽ ra dự án mới. Hay nhỉ, tôi vào công ty lâu hơn cô, chưa được xếp tin tưởng đâu. Vừa không trả lời, ra cạnh cửa kính nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Đã không nhìn thôi, nhìn rồi thấy người đang đứng dưới công ty hình như là Vi, mà người đang ôm hôn cô ta chính là thần chồng cô. Vì nuốt vội tách ngũ cốc, quay trở lại bàn tiếp tục làm việc. Cô hy vọng có được người yêu thương che chở, để lúc đó có thể như Vi mặc sức làm càn. Phương thầm mắng chửi, đáng ghét thật. Phương, cô gọi tôi à? Phương nhìn lên, cô ngạc nhiên nói. Tiểu mau, anh vẫn tăng ca ư? Ừ, hôm nay nhiều việc, giờ mới xong. Tôi về đây tạm biệt nhé. Sau đó, công ty chỉ còn mình Phương. Thế là cô chuyên tâm đến tận sáng Rồi ngủ quên lúc nào không hay Đang chìm trong mộng đẹp Thì nghe tiếng hét lớn Huỳnh Tiểu Phương cô vào đây cho tôi Cô giật bắn người phát hiện trời sáng Cô vẫn ở công ty đông đủ đồng nghiệp Chưa biết chuyện gì xảy ra Cô nghe tiếng giày cao gót ruồn rập tiến về phía cô Dầm một cái Một tập tài liệu ném lên bàn cô Kèm theo tiếng bạt tai giòn tan Phương tròn mắt tay ôm mặt Chị Tiếng bạt tài tiếp theo dáng xuống Dọn đồ cút khỏi công ty cho tôi Vì tức giận nói Phương không hiểu Cho dù vị thần thì đây là công việc Chuyện gì ra chuyện đó chứ Nhưng tại sao Bởi vì Vì cười khẩy Mang điện thoại trong tay bật tin tức cho cô xem Toàn bộ bản kế hoạch dự án mới Bị công ty đối thủ tung ra trước Dành chọn suất vé hợp tác Tài phương run run Cô cầm điện thoại xem cho kỹ Bản kế hoạch của cô Sát lại thành của công ty đối thủ Cô không ngừng lắc đầu Không phải, bọn họ ăn cắp của tôi đấy Bản kế hoạch này tôi thức trắng đêm để làm Tôi còn chưa gửi Không tin cô xem đi Phương bật email Trong hộp thư của cô đúng là chưa gửi Nhưng mà chưa gửi cho Vi Một đồng nghiệp bên cạnh phát hiện Phương, email công ty không phải của chúng ta Cô Phương xem lại Địa chỉ cô gửi đến là của công ty đối thủ không thể chứ Lúc này cô gái nhỏ bắt đầu thấy choáng váng Tiểu Mao Hôm qua cậu có ở đây Cậu nói gì đi chứ Tiểu Mao lắc đầu Phương cô nghi ngờ tôi à Cô xua tay Không 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 Ý mình không phải thế Mà đúng rồi Công ty có camera giám sát Hay xem xem có ai vào không Vì cười khẩy Phương Đã dám làm không dám nhận Lại đổ thừa cho người khác Cô nghĩ bảo vệ ở đây thông đồng với nhân viên hãm hại cô à? Cô sắp khóc tới nơi Lồng ngực nghẹn tức không thở được Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh Trong lòng cô càng thêm hụt thẫn Tôi là người thế nào Mọi người không rõ ư Tất cả im lặng không trả lời Tôi thực không có mà Vì đưa cho Phương tờ giấy Trên đó ghi sẵn nội dung đơn xin tự chức Cuối cùng cô hiểu tất cả do bọn họ sắp xếp Phương Tôi nhắc nhở cô một chút Bảo cô tự chức là cho cô con đường sống Bằng không sau này chẳng có công ty nào nhận cô vì được tay chỉnh lại tóc mai của phương mà tôi quên cô làm dâu tam gia cần đi làm nữa phải không phương hất tay cô ta ra nói cho cô biết tôi làm sai thì nhận không làm sai không đời nào tôi nhận tôi báo cảnh sát điều tra rõ chuyện này được thôi tùy cô để lúc đó người bất mặt không chỉ có tôi mà còn là tam gia đấy nghĩ đến lời ba mẹ chồng vừa nói sáng nay dù cô làm rõ ràng không ít thì nhiều ảnh hưởng tới tam gia được tôi ký phương miễn cưỡng ký tên người thấp cổ bé họng như cô làm gì được người không có chỗ dựa như cô làm sao chống lại phương xách túi rời khỏi công ty cô đi rất nhanh một cái quay đầu cũng không có khi đi đến xa rồi cô quay đầu nhìn lại không có người quen cô mới dám khóc mẹ tại sao không làm gì bọn họ để bọn họ nhằm vào con mẹ Mẹ nói cho con biết con phải làm sao đi chứ Phương co người Dù ta ôm thân thể gầy yếu của mình Con phải làm sao đây Trong thoáng chốc cô nghĩ ra điều gì đó Cô lau nước mắt Rồi kiên định nói Vì cô vì có chỗ dựa Nên có thể làm càn Cô chờ đi Tôi sẽ biến chỗ dựa của cô thành của mình Hôm nay ông tôi đến thăm đấy Cô nên có mặt Phương nghe vậy hít hít mũi Nghe trong điện thoại dù con nít cũng biết cô đang khóc Một lát tôi về Thần thấy vậy nhíu mày Cô đang ở đâu đấy tôi đón cô Đừng hiểu lầm Ông nôn nóng muốn gặp cháu dô mới thôi Phường cúp máy gửi định vị cho anh Chưa đầy 10 phút thần có mặt Anh hạ kính xe Có không lên à hãy để tôi cõng lên Cô định mở cửa xe bước vào Thì thần lúc này liếc qua cô gõ gõ vô lăng Bị đánh đấy à Ừ Anh cười khởi đã đánh trả chưa Thấy cô im lặng anh ta nói tiếp Lần sau có người đánh thì đánh trả Đừng có hiền như thế nghe chưa Nếu anh biết người đánh tôi là ai Anh không nói thế đâu Vậy sao Thần đột nhiên tăng ga Không khí trong xe ngột ngạt đến khó tả Giờ lâu sau Phương mới lên tiếng Đam gia Hay là chúng ta sinh một đứa con đi Chưa nói hết câu Anh đột ngột thắng lại Lời cô nói hình như anh chưa kịp tiếp nhận mà bên này Phương giật mình theo quán tính ngã phía trước May cô dây an toàn giữ cô lại Cô nói điên cái gì thế Cô nghiêm túc nhìn anh Tôi cần một chỗ dựa Anh cần đứa con Chúng ta đôi bên có lợi thôi Thần cười lớn rồi quay sang nhìn cô Này Phương Tôi nói cho cô biết này Dù tôi muốn có một đứa con Cũng không phải là với cô Nghe rõ chưa Anh nói xong tức giận lái xe về Tuy nhiên lời cô nói anh có suy nghĩ đến vì tuy có quan hệ yêu đương với anh nhưng cô ta và anh chưa từng cùng nhau cô ta khẳng định dù yêu anh thế nào chỉ khi cô ta chính thức trở thành tam tiếu phu nhân mới trao thân cho anh anh vì tôn trọng cô ta nên giữ mình thật khó tin đúng không ngay cả bản thân anh có không tin anh làm được lời vừa rồi xem như tôi chưa từng nghe rất nhanh hai người đã về lại tam gia phương đặt chân vào phòng khách thấy trên sofa trắng một ông lão gương mặt hung dữ Tóc bạc nhăn nheo Ông run run cất giọng Cháu dâu à mang lại đây Phương lần đầu gặp ông nội của thần Cô nghĩ bọn họ cùng một kiểu người Cô rè rặt bước vài bước Ông nội hù dọa Mau quỳ xuống đi Cả hai cùng quỳ Tiếp theo ông lấy cây gậy trong tay đánh thần một cái Qua cưới Ông nội quà lớn quá Thần cười nhưng không cười nói Phương sợ mình bị đánh Cô mình nhắm mắt lại Chỉ nghe ông bảo Nào xóe tay ra đi Không ngờ ông lấy trong túi một bao lì xì lớn Ông nhét vào tay Phương Ta nói cho con biết Bọn chúng có làm gì con buồn Con bỏ qua cho bọn chúng Dùng tiền tiêu cho bản thân nghe chưa con Phương gật đầu Cô nhận phong bì rồi cảm ơn ông nội Đó là lần đầu cô nghe có người nhắc nhở Phải yêu bản thân Khoái mắt cô cay cay tự nhiên là muốn khóc ông nội nháy mắt gật đầu với cô trong phút giây này phương cảm thấy rất ấm lòng gương mặt thanh tú nở nụ cười dịu dàng thần đứng dậy ông nội đúng là thiên vị Ây, ấy ấy ta còn có đồ ăn cho con người đâu đem tổ yến đến cho tiểu thiếu gia tiểu thiếu phu nhân đi chẳng mấy chốc tổ yến được mang lên vì làm ông vui thần và phương chỉ có thể ăn hết ngoan lắm ngoan lắm ngay lúc đó nhận được cuộc gọi từ vi anh không dám nghe mà tắt máy đi Sau đó đứng dậy nói với cả nhà Chúng con xin phép về phòng ạ Giữa lời anh kéo Phương lên phòng rồi đóng cửa lại Anh bắt đầu cởi quần áo Cảnh trước mắt dọa cho cô hét lên Cô đưa tay bịt mắt lại Này 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 anh muốn làm cái gì thế à? Anh thay xong bộ đồ thể thao Quay lại kéo cổ tay cô Phương tôi nói cho cô biết Đừng đem ý nghĩ xấu xa vào trong đầu Bây giờ tôi có việc đi trước Nhớ không được nói chuyện tôi ra ngoài với bất cứ ai Cô im lặng nhìn anh leo qua lan can Anh đi gặp cô ta đấy à Ai cho phép cô gọi Vi như thế Đợi tôi về tôi tính sổ với cô sau Anh vừa mắng Một chân chạm đến cái cây bên cạnh Chỉ nghe Phương hét một tiếng Người đâu có trộm chỗ... Cô Phương cười Tam ra chỉ là hôm nay tôi không muốn ngài gặp cô ta Cho nên chịu khó ở nhà một hôm đi Cô dựa vào đâu hả Dựa vào Người đâu đến đi đến đi Có chỗ ông Chết tiệt Không phải vì sợ ông nội lên cơn đau tim Anh đời nào chịu chéo lên lại Cô giỏi lắm Huỳnh Tiểu Phương Giỏi lắm Trước khi đám người chạy đến Anh thành công đứng ở lan can Lúc này thần kéo cô trong lòng Giả vờ ôm eo cô Thiếu phu nhân à Trộm ở đâu thế Thần đưa tay bóp eo cô Miệng anh kể sát mang tay Tìm một lý do đuổi bọn chúng đi đi Phương xoay người Hai tay ôm lấy cổ anh Cô nói vào lỗ tai của thần Tam thiếu à Hôm nay ngài có muốn đi nữa ư Anh yên rằng hôm nay cô thắng Dứt lời lê xoay người cô lại Nhật tiện vén cái váy đang mặc của cô lên Phường vùng vẫy gấp gáp đuổi thuộc hạ Xin xin lỗi tôi nhìn nhầm Thuộc hạ nhìn quanh Đúng là không có dấu vết củi trộm Bọn họ lúc này mới do dự Dạ tam thiếu Vậy thì còn không mau cút à Hay là muốn nhìn thấy ta và thiếu phu nhân làm chuyện đó Anh Phương muốn đem người trước mắt ném cho cá ăn được chưa nào Anh mặt dày không biết xấu hổ Nhưng cô nghe thế này thực sự liền đỏ mặt Xin lỗi tam thiếu Đám người quay lưng chạy đi như chối chết Trên ban công Hai thân ảnh nhìn như đang cuốn vào nhau Thực chất một người giữ chặt Một người thì cố vùng vẫy muốn thoát Tam ra Thả thả tôi ra Thần hai tay giữ eo cô Rồi càng lúc càng ép chặt cô lại Lần trước cô bảo tôi không thích ở trên giường đúng không? Bây giờ tôi đây muốn thử xem. Phương dĩ nhiên là không muốn. Cô lấy chân dẫm lên chân người đàn ông. Biết ý đồ của cô, thần mới kịp né. Anh bực bội buông cô bỏ ra. Đúng là đồ ác phụ muốn giết chồng mà. Ra đến cửa, phát hiện cửa không những bị khóa. Bên ngoài có có người đứng canh chừng nữa. Tam gia, ông có dặn ở yên trong phòng. Cầm miệng, mau mở cửa ra. Ta ra khuya rồi, ngày nay nghỉ sớm thôi Ta nói các người mở cửa ra Không nghe trả lời Anh tức giận lấy chân đạp cửa mấy cái Ai bảo đồ nhà anh đều được nhập khẩu cố đạp hoàn toàn vô dụng Mất sức, anh ngồi xuống thở hồng hộc Mà trong người anh bắt đầu thấy nóng Bây giờ mới hiểu Ông nội muốn bế cháu nên bỏ thuốc vào tổ yến rồi Ánh mắt anh đỏ ngầu Hôn thần quay lại Nếu Phương đang bình thản xem tivi Trong lòng anh nghĩ cô và ông nội thông đồng tính kế được, được lắm Thần bước vội đi kéo tay cô Giật mình, Phương kịp hét lên một tiếng Giật nhanh bị anh dồn ép vào tường Cô đạp anh Anh né kịp Cô giơ tay đánh anh Anh nắm lấy tay cô ép qua đỉnh đầu rồi giữ chặt ở đó Thần nặng nề hít thở Lòng trắng của mắt xuất hiện đường gân đỏ vô cùng đáng sợ Anh nặng nề bật lên âm thanh lạnh lẽo Phương Có phải cô muốn con đến điên rồi đấy à Tam gia, ngài nói gì tôi không hiểu Thay vì mất thời gian với tôi Ngài đi tìm tình nhân trương bối vi của ngài mà tâm sự Lửa rõ ràng bùng cháy dữ dội Khiến anh nhíu chặt chân mày Mặt cúi xuống Chê chán dịt ra mồ hôi Cô có nói không biết à Chẳng phải cô bỏ thuốc tôi Muốn cùng tôi Phương ngây thơ Hơn nữa chuyện tính kế người khác cô không làm Thuốc gì tôi không có hiểu Phương càng đẩy Càng làm cho ngọn lửa trong người thần không ngừng bùng cháy Cơ thể ánh nóng như bị thiêu đốt nếu đã vậy tôi cho cô tỏa nguyện ngài người đàn ông ôm eo nhỏ của cô bế quá và thân thể cường tráng của anh ta chỉ một cái chớp mắt gương mặt đẹp như tả kia ở rất gần mặt cô vương là cô tự chuốc lấy không biết từ lúc nào tay anh ở phía sau gái cô ép cô hôn anh đôi môi căng mọng như quả cherry chín làm người đàn ông điên cuồng mặc kệ cô vùng vẫy đó là hậu quả cô phải chịu anh xoay người cô giữ chặt cổ tay cô Dùng chiếc cà vạt vứt ra khi nãy Chói tay cô lại Thần tránh ra Anh muốn làm gì chứ Anh vừa xiết cà vạt Răng nghiến lại thốt lên lời cay nghiệt Cô nói muốn sinh con Tôi cho cô tọa nguyện Sau khi chế ngự Anh vác cô lên vai Thô bạo ném lên giường Vừa sợ hãi khóc Tôi làm gì anh Anh bị điên thế à Anh giận dữ Cộng thêm lửa nóng trong người bộc phát Bây giờ phải phát tiết Đáng đời cô anh dừng lại vì thấy đôi vai gầy của cô không ngừng run thần buông tay cả người trượt dài anh đấm mạnh lên sàn nhà cô vùi mình trong chăn từng tiếng nước mật ra khiến người đàn ông không khỏi tự trách dù gì là cô gái vừa trưởng thành anh đúng là quá đáng từ miệng người đàn ông phát ra hai tiếng xin lỗi cô dừng khóc cô sợ mình nghe nhầm nên ngẩng đầu lên anh không lặp lại anh đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm tôi không nói hai lần đâu nghe được hay không tùy ý Bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nước xả Phương ngồi dậy định thần Suy nghĩ lại Lúc chiều cô nói với anh như vậy có hơi hấp tấp Lúc cô ngăn cản anh đi gặp người phụ nữ đó Có lẽ là chọc giận anh Không Cô muốn anh làm chỗ dựa Vậy phải nghĩ cách khác Phương ngồi thẳng lưng đợi anh đi ra bên ngoài Rồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ Anh mới chịu chui ra Trên người quấn một chiếc khăn tắm Để lộ cơ bụng săn chắc Một tay dùng khăn lau sạch nước ở trên tóc Từng giọt nước rơi xuống trên gương mặt đẹp đẽ, khiến Phương phút chốc mê mẩn. Nhìn đủ chưa đây? Phương đứng dậy cúi đầu, "Xin lỗi, tôi không nên phá vỡ giao ước. Bây giờ tôi giúp ngài dụ bọn họ, để ngài có thể đi được chứ?" Anh hừ lạnh một tiếng, tỏ thái độ chán ghét rồi nằm xuống giường. "Phương, cô tàn ác thật. Tôi mới tắm lại bắt tôi ra bên ngoài hứng gió, có không ngủ, tôi đem cô ném xuống ban công." "Cô còn nghĩ người đàn ông đó thay đổi bản tính khi xin lỗi cô?" Nhưng không ngờ anh vẫn hung dữ như vậy Cô tự mắng chính mình Huỳnh Tiểu Phương Mày đúng là quá ngây thơ rồi Ở trên giường nghe tiếng cô lẩm bẩm như ruồi kêu Thần khó chịu Ô nào chết đi được Cô nhẫn nhịn nằm xuống sofa Rồi ngủ lúc nào không hay Thế gọi người làm khiến cho anh tỉnh giấc Tam gia Ông bảo ngài xuống dùng bữa sáng Thần ngồi dậy Anh hơi khó chịu có lẽ vì thuốc mà ông dùng cho bọn họ có hơi mạnh anh thấy Phương vẫn ngủ Cho nên đi đến dùng chân đá lên sofa Còn không mau dậy đi Phương chở mình Thấy cô có cử động Anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân Rồi thay âu phục Khi bước ra Phương nằm y cũ Lần này tức giận Thần dùng tay để đẩy vai cô Còn làm biếng đấy à Dậy đi Làm bộ làm tịch cái gì nào Cô mở mắt Ngài gọi tôi à Chẳng phải hôm nay Cô phải về nhà mẹ đẻ Tôi đi cùng cô Căn nhà đó không về cũng được mà Cô lẩm bẩm sao cơ không có gì cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau đầu ập đến cô thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng rồi sau đó theo thần trở về huỳnh gia phương dò dự đứng ở cửa huỳnh gia mãi phương cô đứng ngay ra đó làm gì để khi được thần nhắc nhở cô mới chịu vào nhà vừa nhìn thấy thần bọn họ vui mừng ra mặt thần phía con về nhà một chuyến mau ngồi đi anh ngồi xuống sofa chỉ một cái khẩy tay Thuộc hạ mang theo nhiều quà đưa cho ông bà Huỳnh Ông Thiên nhận lấy Gương mặt nở đủ cười tươi giói có gái gả đi cuối cùng được nhờ Là nhờ con rể Cảm ơn con rể nhiều nhé Đúng lúc điện thoại trong túi thần reo lên Anh đi ra bên ngoài nghe điện thoại Bên trong phòng khách không khí tĩnh lặng đến đáng sợ Chỉ cần con ruồi bay qua cũng nghe được tiếng Từ lúc Phương về đến nhà Một câu hỏi thăm con gái Ông Thiên không nói Thế nhưng khi cô chị hai mang thai bước xuống Ông Thiên chạy lại đỡ cô ta Con xuống làm gì Không ở trong phòng nghỉ ngơi đi con Ba em gái về con cũng nên chào một tiếng Nào 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 từ từ thôi con Ông Thiên đỡ cô ta Với đi với nhắc nhở Nếu người mẹ kế còn bảo Phương không mau nhường chỗ cho chị Mà thấy chị con không chào là sao Phương miễn cưỡng chào chị hai xong Rồi đứng dậy nhường chỗ cho chị ta Lúc chị ta đi ngang qua cô Cố tình để cô té ngã Cô ta làm bộ ngã xuống Phương bị đẩy một cái chống tay lên sàn Cảm giác đau đớn chuyên từ cổ tay đi lên Hai người lớn trong nhà thi nhau đỡ cô chị dậy Chẳng những không quan tâm lại còn trách mắng Phương con đi đứng kiểu gì thế à Cô chị giả vờ ôm bụng khóc lóc Phương chị biết em ghét chị Nhưng đừng vì chị làm hai đứa bé Nó vô tội Cha mẹ xem vừa rồi con bị Phương đẩy Ngoan đừng khóc Mẹ kế khóc lóc an ủi cô ta ngay cả ba cô cũng không nói lý lẽ Mau xin lỗi đi Phương Phương mới đứng dậy Tôi không làm sao sao phải xin lỗi Tiếng bạt tai vang lên Phương bị chính ba ruột của mình đánh Cô ôm má Thay vì khóc thì nở nụ cười Điều này khiến cho ông Thiên tức giận Mày điên đấy à Mày bị đánh mày còn cười à Phương xoay người muốn rời khỏi chỗ này Càng nhanh càng tốt Bọn họ diễn kịch về tình cảm gia đình Cho ai xem đây trong giây phút này Phương chua sót cho chính mình Cô yếu giọng Ba, con chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm Bây giờ xem ra Đến ăn cơm cũng không được Mày đứng lại cho tao Ai cho phép mày rời khỏi đây Dì của cô kéo cổ tay cô lại Phương à, nghe dì nói Có thân ở đây Phải giữ thể diện cho ba con chứ Phương gạt tay Một người tôi gọi là ba Một người tôi gọi là dì Còn người kia tôi bị bắt gọi bằng chị Rốt cuộc các người vì sao hết lần này lần khác ức hiếp tôi Hôm nay cũng là sinh nhật tôi Tôi chỉ muốn ăn bữa cơm với người tôi gọi là ba Cho dù giả tạo nhất Vậy mà các người nhẫn tâm phá hủy nó Gọi tôi về làm gì Cần tiền chứ gì Dì cô gào lên Mày im miệng đi cho tao Trong lúc nóng giận Phương lấy sắp tiền do ông nội cho Ném vào mặt người phụ nữ Tiền ấy cầm đi Ông tiền ngủ Có thể giúp gì không bị cắn rứt lương tâm Mà ngủ ngon giấc Mày Mày mau xin lỗi gì đi Ông Thiên đuổi theo bác cô xin lỗi bà ta Ông ta vung tay tát cô Giật mày lần này Thân kịp thời chặn lại Bây giờ Phương đã bước vào nhà họ Tam Xem nhà họ Tam như người nhà của Tam gia Vậy ông dám đánh người của Tam gia ư Ông Thiên hạ giọng Con hiểu lầm rồi Ta chỉ muốn dạy dỗ đứa con hư hỏng này thôi Thần hất tay ông Thiên xuống đất Nếu muốn dạy Phải do tôi dạy Nói xong anh kéo tay Phương lên xe rời đi Anh tăng ga Lời nói mang theo sự tức giận Ở cái nhà này Cô cũng ở được đấy à Cô giọng ấm ức Tôi không ở đó Vậy ở đâu chứ Cô hít sâu rồi thực lòng nói với anh Cảm ơn anh nói giúp tôi Đừng hiểu lầm Tôi chỉ không muốn tam gia mất mặt Dù gì đi nữa Cảm ơn anh Thần nhìn cô Trước giờ từng uống rượu chưa Chưa thử qua Hôm nay Tam thiếu ra đây dẫn cô đi uống rượu giải sầu. Tôi không uống đâu, uống rượu vào gây ra chuyện không tốt. Suy Đi nghĩ lại, lời cô nói cũng đúng. Cho nên anh lái xe chở cô đến nhà hàng. Hai người cùng nhau dùng bữa tối ở đó. Trong bữa ăn, hai người chẳng nói đến ba câu. Thần buông đũa, anh tự lưng ra ghế. Ngón trỏ gõ lên bàn hai cái. Ăn xong chưa đây? Ngày sau đó, phục vụ bưng ra cái bánh kem nhỏ và một bó hoa hồng. Người phục vụ hát bài chúc mừng sinh nhật... Sau đó bảo cô thổi nến cầu nguyện Lần đầu sau nhiều năm Có gửi chúc mừng sinh nhật với Phương Cô thổi nến xong Nhận bó hoa hồng rồi mỉm cười Lúc này mắt cô cay cay Không hiểu vì sao nước mắt liên tục rơi Thần đột nhiên căng thẳng Không phải vậy chứ Mới tặng cô bánh kem và hoa Cô cảm động đến khóc đấy à Phương đưa tay quệt đi nước mắt Thần cảm ơn anh Dịp vui như vậy nên uống chút rượu thôi Thần búng tay một cái phục vụ mang lên chai vang đỏ thượng hạng anh nâng ly rượu lắc nhẹ vài vòng rồi đưa lên nhấp một ngụm thưởng thức đúng là ngon vương cô nên thử đi chứ đã không uống thì thôi cô mà uống một mạch cả chục ly bỗng trước mắt vương trở nên mơ hồ chỉ thấy thân vác ngược cô nhét vào xe bị chút ngược cô muốn nôn giọng thân bực bội xe lẫn ghê tởm không biết uống thế mà uống cho cố đúng là không biết tự lượng sức khó khăn lắm Anh mới ngăn Phương làm loạn rồi nhét trong xe Vừa ngồi xuống Cô gái câu cổ anh giọng lè nhẹ Thần anh biết bên ngoài đồ anh là cái gì không hả Ai dám đồn thổi chuyện của tôi Người ta đồn Tam gia giữ tân sáng như ngọc Chỉ uống rượu cùng phụ nữ mà không làm gì Cô ngả nghiêng Đầu như có ngàn vì sao quay quay xung quanh Bất giác cô đưa tay chạm vào sống mũi cao vút của anh Cô cười Đôi mắt to tròn chớp chớp cái miệng chu ra rồi trêu ghẹo Nói thẳng ra Người ta nói anh yếu sinh lý đấy Anh cầm tay cô Hai người nhìn nhau rất lâu Huỳnh Tiểu Vương Hả? Muốn thử xem tôi yếu sinh lý như người ta nói không à? Tam gia, Lời anh nói nghe buồn nôn thật Vậy mà Phương nôn thật Cô nôn lên khắp người của thần Cô tựa đầu vào người anh Anh không ngừng đẩy cô ra Kính tẩm thật, cô cút đi Thần xanh mặt, suy chút được anh nôn theo cô anh mang theo tức giận mắng chửi tài xế Chân đạp ghế lái Khốn kiếp không nhanh trở về tam gia đi Tài xế mặt còn căng hơn cả dây đàn Chỉ khi thấy bóng sáng hai người xuống xe Tựa nhau vào nhà mới dám hít thở Phương đi bước ngắn bước dài Mặt thần thì đang ghét bỏ cô Anh đẩy cô ra để cô loạn trọng đi vài bước Sau đó không nhẫn tâm kéo cô dựa vào Anh bình thường không thích chăm sóc người khác Mà bây giờ bế con ma men vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ này Phương Là cô không biết tự lượng sức Đừng trách tôi lợi dụng Cô mơ hồ nghe lời cằn nhằn của anh Cô tưởng đó là tiếng con mèo kêu Bàn tay giơ lên vung về phía trước mặt anh Phương Cô dám đánh tôi à Anh tức giận hét lên Chỉ thấy cô gái nhỏ cười cười Anh bóp chặt cầm cô Khiến cho cái miệng nhỏ không ngừng chu ra Nhìn kỹ tôi là ai Có mèo à Mèo 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 cái đầu cô ấy Thần không thèm mặc quần áo lại cho cô Chỉ cuốn cái khăn mỏng Rồi ném cô gái nhỏ lên giường Vứt được của nợ nhẹ nhõm cả người Bây giờ anh chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm Một lần tắm rửa cho sạch sẽ Phương nằm trên giường thoải mái Cô nhớ đến thời điểm ở nhà họ Huỳnh Dì cô sắp xếp một tấm nệm cũ bỏ đi của chị hai Cái nệm vừa cứng vừa đau Lại còn ẩm mốc Nó tệ hơn nhiều so với lớp chăn bông Đặc biệt mềm mại bồng bềnh lúc này Cô nhớ lại từng câu từng chữ chỉ chết của gì Mẹ mày với mày xứng à Đồ hỗn tạp trùng Đáng lẽ mày không nên có mặt trên đời Tao ghét mày Phương lăn lộn trong ác mộng Cô xoay người nằm ngửa Gương mặt ửng đỏ do rượu Đôi mắt nhắm nghiền mà thấy nước mắt không ngừng rơi ra Sinh nhật thì có gì vui đâu Năm cô 12 tuổi Chiếc bánh sinh nhật nhỏ Phương để dành từ tiền ba cô cho Bị chị hai dẫm lên Cô gái nhỏ 12 tuổi chỉ biết bật khóc Cuối cùng chính miệng xin lỗi chị hai Vì làm hỏng giày đẹp của chị ta Năm 18 tuổi Khi chuẩn bị mua cái bánh kem nhỏ Phương nhận được cuộc gọi từ bệnh viện Nói mẹ cô ngưng tim ngưng thở Mau đến bệnh viện Khi đó người bán kem có hỏi Cô mua cái bánh này đúng không Xin lỗi tôi không lấy nữa Phương vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện Cô không cần sinh nhật Cô chỉ muốn mẹ được sống Cuộc sống có ý nghĩa nhất là khi có mẹ không có mẹ rồi Sinh nhật ý nghĩa gì nữa chứ Giữ mãi chuyện cũ khiến bản thân đau lòng đúng không Nhưng có những chuyện không muốn nhắc Chúng tự như thước phim tua ngược trong tâm trí vậy Phương trở mình Mang theo giọt nước mắt vùi vào chăn Vốn nghĩ cô chìm sâu vào giấc mộng khác đẹp đẽ đẹ hơn Vậy mà điện thoại bên cạnh không ngừng đánh thức Cô vươn tay với cái điện thoại rồi ấn nghe Đầu dây bên kia không ngừng Thân à Sao giờ này anh mới nghe điện thoại anh còn để tâm đến vi bé nhỏ giữa không hả Em nói cho anh biết Nếu anh không lập tức đến bên em Em chặn số anh đấy Tâm trí cô không còn minh mẫn Cô nói với người ồn nào trong điện thoại Cái gì mà vi bé nhỏ Cô lộn số à? Vì hét lớn Cô là ai thế Tôi liên quan gì đến cô Đầu dây bên kia nói không ngừng Thân à Sao giờ này anh mới nghe điện thoại Anh để ý đến vi vi bé nhỏ nữa không Thần, em nói cho anh biết Nếu không lập tức đến bên em Em sẽ chặn số của anh đấy Thần Chí Phương không minh mẫn Của nó với người ồn ào trong điện thoại Cái gì mà vi bé nhỏ Cô lộn số rồi Cô là ai Vì hét lớn Tôi liên quan gì đến cô Thần đâu rồi Kêu tên bạc béo đó ra đây cho tôi Nhắc đến thần Phương mới mở mắt Có lẽ cô sợ anh Có lẽ tỉnh lạ được chút Nghe tiếng nước từ phòng tắm Cô mới cười lớn Anh ta đang tắm sau đó ném cái điện thoại phiền phức xuống sàn Mà cái điện thoại vô tình hết pin tắt nguồn Căn phòng trở nên yên tĩnh Phương ngủ cũng rất ngon Một lúc sau có cảm giác người nằm cạnh mình Nhưng không tài nào mở mắt được Chỉ có thể mặc kệ rồi ngủ đến sáng Hai người xa lạ ôm nhau Ngủ rất ngon trong căn phòng Ánh nắng ngày mới xuyên qua ô cửa nhỏ Chạm lên mi mắt người đàn ông đánh thức anh Anh chờ mình mở mắt Phát hiện người con gái bên cạnh ôm chặt anh không buông Thần chán ghét đẩy Phương sang một bên Nhưng anh phát hiện cô đang rất nóng Thần gọi cô mấy lần Chỉ thấy cô mở mắt rồi nhắm lại Phương à dậy đi Phương Phương à Này Anh bảo người hầu lên mặc lại đồ cho cô Đích thân anh cõng cô ra xe đến bệnh viện Chết tiệt Đừng nói với tôi cửu lượng không những kém Mà sức khỏe cũng kém Huỳnh Tiểu Phương Cô có cái gì gọi là giỏi không hả à? Chỉ giỏi làm phiền người khác thôi Thần cõng cô vào phòng cấp cứu bệnh viện Trong cơn mê man Cô phát hiện cái lưng của anh rất rộng, rất ấm Anh gấp gáp hét lớn Người đâu, Máu cấp cứu Mì mắt cô nặng chịu Cái miệng nhỏ cố bật ra âm thanh Anh lo cho tôi à Phí lời, tôi không muốn có người chết ở nhà họ Tam Người nói vô ý Người nghe thấy có ý Phương nửa nụ cười Vì người đàn ông cô gọi là chồng lo cho cô Cảm ơn anh Cô làm như cô sắp chết không bằng ấy. Anh đưa cô cho y tá rồi ra bên ngoài đợi Để lấy điện thoại trong túi Phát hiện là không thấy đâu nữa Anh nhìn người đàn ông bên cạnh bảo Đưa điện thoại đây Người đàn ông nhìn anh cười khinh Điên à? Thần không nói nhiều Ném tiền vào mặt người đàn ông Bao nhiêu đây đủ chưa? Người đàn ông cung kính đưa anh cái điện thoại Không do dự Anh ấn số gọi cho vì Anh khẩn trương mong cô nghe máy Ai thế? Anh đây Đầu giữa bên kia không đáp mà chuyển đến tiếng khóc Thần em hận anh bây giờ em chết cho anh xem em đang ở đâu đấy vi nói cho anh biết em đang ở đâu ở nhà anh cúp máy ném cái điện thoại cho người đàn ông rồi rời đi mời người nhà của cô huỳnh tiểu phương người nhà của cô phương có đây không rõ ràng anh quên mất có một huỳnh tiểu phương cấp cứu bên trong thật đến nhà của vi anh ấn chuông cửa liên tục người làm trong nhà mới chịu ra mở cửa tam gia tiểu thư không ăn uống từ hôm qua đến giờ gõ cửa côi cũng không chịu ra đâu ạ các người đúng là vô dụng thật Anh vừa mắng vừa gấp gáp chạy lên lầu Anh gõ cửa liên tục Vi à Vi mở cửa cho anh đi Vi Vi em ở trong đó không đấy Người hầu bên cạnh bắt đầu hoảng loạn Có phải tiểu thư nghĩ quẩn rồi không Thần đạp cửa xông vào bên trong Ở trong phòng đồ đạc hỗn loạn Tự nhiên người phụ nữ phát điên chút giận lên đồ vật Vi em ra đây cho anh Anh tung chăn không thấy sự hiện diện của cô Quýnh quáng tìm không cẩn thận trượt té ngã sau đó cô đứng dậy chạy vào phòng tắm tìm cô quả nhiên cô nằm trong bồn tắm cô rạch một đường dài ở tay chất lòng màu đỏ pha với nước trong bồn tắm tạo thành màu đỏ thẫm trông cực kỳ sợ hãi cô ta yếu ớt mở mắt thân à anh tức giận nhưng kìm nén mang cô bế từ bồn tắm ai cho em làm thế à cô ta dựa vào lồng ngực anh yếu đuối nói thân có phải anh không thương em nữa không? anh ôm chặt cô ta nước mắt chảy dài em nói cái gì sao lại điên khùng thế à Tại sao anh ở cùng cô ta Tại sao bảo cô ta nghe điện thoại Anh không có Vì vùng vẫy Anh nói dối Em hận anh Anh bế cô ta chạy ra ngoài Ngoan chúng ta đến bệnh viện đã Anh nhìn xa người hầu la mắng Có đứng đó à Gọi cấp cứu đi Chia sẻ cấp cứu Vì khóc ngất lên xuống Anh kiên nhẫn giải thích Mà không biết toàn bộ lời nói Được Vi ghi âm lại Anh không đụng vào cô ta Cô ta là cái thá gì đâu Em đừng tự hạ thấp mình được chứ nhưng cô ta ở chung nhà với anh Sau này lỡ như hai người phát sinh quan hệ thì sao Chẳng qua là món đồ chơi thôi Cô ta không đáng để anh chơi đùa Anh đến ném đi cũng không ai thèm Vì hạ giận vì những lời này Cô ta nằm trên xe cấp cứu gật đầu Mày tạm tha cho anh Anh vuốt tóc hôn lên chán à Sau này em đừng làm chuyện dại dột biết chưa Thì chỉ vì em yêu anh thôi mà Hai người nói khi đi tá ở bên cạnh cảm thấy buồn nôn Có phải người đàn bà bỏ bố anh rồi không Cô ta cũng không đẹp đến mức Làm người đàn ông có vợ còn đi ra ngoài dây dưa Phương chuyển xong nước biển Cô cảm giác tỉnh táo hơn Cô ngồi đây đợi thần quay lại để thanh toán viện phí Y tá thấy cô một thân một mình Cho nên tốt bụng cho cô mượn điện thoại Cô nhìn điện thoại rất lâu không dám gọi Đúng hơn không biết gọi cho ai Mà cũng chẳng qua để gọi Cô gọi được người nhà chưa? Phương lắc đầu Người đưa cô vào viện là chồng cô à? Phương gật đầu Y tá nói tiếp Thử lỗi cho tôi nhiều chuyện Tôi quay trở ra không thấy anh ta ở đâu cả Có chuyện gì gấp đến mức bỏ vợ ở bệnh viện thế chứ Thôi Cô cứ tự từ, từ gọi cho người nhà Tôi đi làm việc đây Khi nào xong báo lại cho tôi Phương gật đầu Cô cúi mặt nhìn điện thoại do dự Ngừng đầu lên thấy bóng dáng quen thuộc Phương nghĩ thần quay lại tìm mình Nhưng hóa ra anh ta ôm Vi đến bệnh viện Cả thân người cô trượt xuống Bố dĩ nghĩ chỉ mối quan hệ hợp tác vì Phương sẽ không đau lòng Nhưng không hiểu sao khi thấy anh ôm Vi Tim cô như bị ai bóp nghẹt Quan tâm của thần chính là Vi Vậy cho nên anh bỏ cô ở lại bệnh viện một mình Cô còn tưởng là anh tổ chức sinh nhật cho cô Bế cô đi bệnh viện vì quan tâm cô Nhưng kết quả thì sao đây nhỉ Giống như anh nói Anh chỉ sợ cô chết ở tam gia thôi Làm cô tự mình đa tình Là cô tự huyễn hoặc anh có tình cảm với mình phương đưa tay ôm mặt thân người mảnh khảnh du lên từng đợt lần đầu tiên cô cảm giác có ai đó cùng lúc rút hết xương trên người cô xuống giọt nước mắt vô tình rơi lã trã trên điện thoại dãy số đã ấn sẵn cuộc gọi màn hình phát sáng trong đó truyền ra âm thanh ấm áp alo ai thế phương bình tĩnh định tắt nhưng cô đổi ý quyết định nghe bách à anh có thể đến bệnh viện giúp em được không phương là em đấy à chờ anh nhé Ai cũng có một người yêu thích trong lòng, và Phương cũng thế. Thật ra câu mà cô muốn nói với ba trước ngày bị ép kết hôn chính là Ba, tại sao nhất định phải là con? Con không biết tam thần là ai, cô chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, con đã có người mình thích từ lâu rồi. Lời chưa kịp nói, bị ba cột tát cho một cái đau đớn. Người đàn ông mà cô thích chính là Bách. Anh nhìn mặt trời sửa ấm trái tim lạnh lẽo của cô, một người dịu dàng ấm áp. Chỉ là nhà cô vốn dĩ phức tạp Cô không muốn ảnh hưởng đến anh Cho nên ngay cả một câu thích anh Cô cũng chưa kịp nói Phương à, Phương Nghe giọng nói quen thuộc Cũng ngừng mặt, khoái môi mấp máy Anh Người đàn ông ôn nhu bước đến Vẫn như một thói quen cũ xoa xoa đầu cô Phương, bây giờ mới nhớ đến anh đấy à Không cần cô nói Bác nhìn tay cô dán băng keo cá nhân Cùng hóa đơn viện phí Anh đưa tay nhận lấy Em đợi chút nhé, anh đi thanh toán và lấy thuốc cho em." Cô theo dõi bóng lưng anh, để nỗi cô đơn tan biến, rồi bỗng cảm giác như yên tâm đến lạ. Một lá xanh quay lại, "Xong rồi em, để anh đưa em về." Cô gật đầu rồi nói lời cảm ơn anh. "Cảm ơn anh ạ, tiền em sẽ trả lại cho anh." "Không cần đâu, đi thôi em." Bác đỡ lấy cô định đi, lại chợt nhớ cô đã lập gia đình nên anh giữ đúng khoảng cách. Phương rõ hơn ai hết. Cô chậm rãi bước đi cạnh anh Hai người đi từ khuôn viên của bệnh viện Phương vẫn mệt Cô tìm một ghế đá ngồi xuống Bác ngồi xuống cạnh cô Phương nhìn chung quanh Vậy mà trời tối đến vậy Từng làn sương mỏng len lỏi vào cơ thể mảnh mai Khiến cho cô dùng mình Anh tinh ý cởi áo vest rồi khoác lên cho cô Giờ này em sống tốt chứ Cô gật đầu Dạ vâng Ở cạnh người đàn ông này cô thở mà không dám thở Tim cô đập nhanh Hồi lâu do dự cô mở miệng Em có chuyện muốn nói với anh Ừ Nghe đó em thực sự thích anh Anh ngẩng mặt chóp mũi tự dưng chua xót. Bây giờ em nói ra Có ý nghĩa gì đâu Cô gái nhỏ kìm nén nước mắt Em sợ sau này không còn cơ hội để nói Mà ở phía sau Một bàn tay thô bạo kéo cổ tay cô Thật cưỡng bức ôm cô trong lòng Phương cô quên mình đã có chồng rồi đấy à Cô vùng vẫy Anh tránh ra đi Cảnh này khiến cho Bách giật mình đứng dậy Thấy cô bị ức hiếp Anh bước đến đẩy thần rồi kéo cô ra phía sau mình Anh là ai Thần không trả lời chỉ tay vào Phương Cô nhanh nói cho anh biết tôi là ai Cô núp sau lưng bác nhỏ giọng Tam thiếu gia nhà họ Tam Thần tức đến bốc khói Sao cô không nói cho anh ta biết tôi là chồng cô Bác cười khẩy Chồng á Vậy sao lúc cô ấy vào viện anh ở đâu Liên quan gì đây Phương mau qua đây cho tôi Thần chán ghét lên tiếng nhìn sắc mặt thần cô không dám gây thêm rắc rối cho bách cảm ơn anh chỉ nói hết câu thần dứt khoát kéo cô đi về phía anh đi vài bước anh lấy áo khoác trên người cô ném xuống cô dám đi tìm đàn ông đấy hả phương cô quên mình đã có chồng à cô ghi chân không muốn đi theo anh tam gia hình như ngài quên rằng mình đã có vợ vợ ngài đang ở bệnh viện chờ ngài ngài thì bỏ đi cùng cô ta cô thấy hết rồi ư? anh định nói vì vi tự vẫn nhưng sao anh phải giải thích nhỉ Cô quên giao ước của chúng ta Tôi đi đâu làm gì không cần báo cáo cho cô Cô gật đầu mang hết tức giận để anh ra Anh biết tôi sợ thế nào khi bệnh viện một mình không Không có tiền không có điện thoại Anh bảo tôi phải làm sao hả Lòng bàn tay thần nắm chặt Nhìn cô khóc Anh vừa tức giận Lại có cảm giác nhói nhói ở tim Vậy cô không nên tìm hắn Không tìm anh ấy chẳng nhẽ tìm anh Anh bận cùng cô ta dây dưa Tôi đây không dám làm phiền Cô không biết lấy đâu lá gan lớn Dám bật lại anh Đôi co xong thì cũng nên kết thúc Anh về với vi bé nhỏ của anh đi Anh khó chịu Cảm thấy cô là người không hiểu chuyện Lại chẳng nghe lời Phương, cô đứng lại cho tôi Anh muốn nói gì nữa Vừa rồi cô nói thích anh ta ư Cô nuốt nước mọt Anh ta có người mình thích Cô sợ gì mà không dám Đúng, từ trước đến hiện tại Vẫn luôn thích anh ấy Thần nghe lời cô như con dao sắc nhọn Trong thủng màng nhĩ cô được lắm. anh giang bước nhanh phía cô, vác ngược cô trên vai, mặc cho cô không ngừng vùng vẫy như cá trên thớt. thả tôi xuống. anh muốn làm cái gì? tôi cho cô dẹp cái suy nghĩ đồi trụy đó đi. anh ném cô vào xe rồi lái nhanh về nhà họ Tam. trên đường đi cô không ngừng hỏi. anh muốn đưa tôi đi đâu hả? Tam ra. vậy không lo chuyện bạch Nguyệt Quang của mình nữa. cái gì mà bảo bối của anh chứ? buồn nôn. con cô, em thích anh, không buồn nôn chết đi được à? Anh có im đi không? Tôi không im, cô làm gì được tôi? Tiếng phai xe làm cho Lão Tam ra ở trên phòng cũng giật mình. Cái thằng khốn kiếp, nó biết mò về nhà nữa. Lão ra, ông nằm xuống ngủ đi. Nó lúc nào cũng thế mà. Hai người trên phòng nghe tiếng hét của Phương. Anh bỏ tôi xuống. Bỏ xuống ngay. Thần mang theo giận dữ và cô đi thẳng lên tầng 2 rồi ném cô xuống giường. Anh muốn làm cái gì thế à Anh bắt đầu cởi cà vạt. Lão Tam bực bội xuống giường. Giật mình chết tôi Bà xem hôm nay tôi phải lôi cái đầu thằng đó ra mà đánh Thôi thôi mất giận đi Bọn trẻ vừa cưới nhau Chúng nó cãi nhau là chuyện bình thường Và các bạn thân mến Đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi Nội dung tập 2 được phát sóng trong khung giờ kế tiếp Các bạn đừng quên theo dõi nhé Còn bây giờ thì đừng quên chia sẻ lại cảm nhận của mình Cũng như xin chào và hẹn gặp lại